Hello, các bạn nhé thì từ trước đến giờ khi mà mình quay video cho các bạn xem hoặc là mình livestream thì mình đều sử dụng hai cái máy tính và khi mà sử dụng hai máy tính như vậy là mình sử dụng một cái card capture để mình capture từ cái máy này sang cái máy bên kia để mình livestream cho các bạn xem thì có một số bạn cũng sử dụng hai máy tính mà bây giờ các bạn cũng muốn livestream hoặc là quay video giống như mình nhưng mà các bạn không có card capture hoặc là các bạn không có điều kiện để các bạn mua card capture các bạn sử dụng các bạn hỏi mình là bây giờ có cách nào vẫn có thể livestream bằng hai máy tính hoặc là quay phim bằng hai máy tính mà không cần sử dụng cả capture được hay không thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng nha các bạn nha rồi thì để làm được cái việc này các bạn sẽ chuẩn bị cho mình hai cái máy tính ha thì ở đây mình sẽ quy định là máy số 1 và máy số 2 máy số 1 đấy thì chúng ta sẽ là cái Transmit có nghĩa là chúng ta sẽ dùng để chúng ta chơi game Hoặc là giống như mình đây là mình cài Win cho các bạn xem đó Rồi cái máy số 2 chúng ta sẽ dùng để stream Thì các bạn sẽ livestream lên Youtube hoặc là Facebook gì đó Hoặc là các bạn có thể dùng để quay video offline cũng ok luôn Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nha Thì đầu tiên ấy, các bạn sẽ tải và cài cái phần mềm OBS Studio Phần mềm này thì mình khỏi cần nói nhiều ha Các bạn vào Google các bạn chỉ cần gõ là OBS studio là nó ra rồi. Rồi các bạn vào đây. Các bạn tiến hành là tải nó về ha. Chúng ta sẽ chọn phiên bản là Windows nếu như các bạn xài Windows. Rồi, các bạn tải nó về và các bạn cài vào trong máy thôi. Thì cái này là mình đã tải và đã cài vào trong máy rồi. Cái thứ hai, các bạn cần phải có, đó là các bạn sẽ cần phải có một cái plugin để chúng ta sẽ kết nối hai máy với nhau thay vì chúng ta sẽ sử dụng cái card capture ha. Cái plugin này thì mình sẽ để link tải cho các bạn ở dưới phần mô tả của video. Các bạn sẽ vào cái link này để các bạn tải. Nó là một cái NDI thôi. Đó, thì các bạn vào cái trang này, các bạn thấy này. Đó, cái plugin này nó tên là Teleport. Các bạn sẽ bấm vào Go to Download này, bấm vào đây. Nó đưa các bạn đến trang GitHub. Các bạn kéo xuống. Các bạn sẽ tải cái OBS Teleport.zip này, bấm vào đây. Rồi nó sẽ tiến hành là tải về cho các bạn. Sau khi tải xong bạn mở ra. Rồi, bạn sẽ giải nén nó ra nhé. nó là file nén này, giải nén nó ra. Mình à, sử dụng phần mềm 7zip để mình giải nén nó ra này. Extract to. Rồi, sau khi giải nén nó xong thì chúng ta có một cái thư mục thế này, các bạn mở ra. Các bạn mở tiếp cái phần là Windows x sáu 64. Còn nếu các bạn mà xài Linux thì các bạn sử dụng Linux đây. Mac OS luôn nhé Rồi mở này ra Các bạn copy cho mình cái file DLL này này Copy nó Các bạn sẽ copy nó vào trong cái ổ đĩa C Phần program file Phần OBS Studio Plugin 64 bit Và paste nó ở đây Chọn continue luôn Ok, thế là xong Bây giờ bạn tắt này đi tắt này luôn. Bạn sẽ mở cho mình OBS Studio, chúng ta vừa mới cài xong. Ở trên cái OBS Studio này á, bạn thiết lập bạn quay cái gì cũng được, tùy các bạn. Các bạn có thể là quay màn hình hoặc là quay game hoặc là quay bất cứ cái gì đó tùy các bạn. Ví dụ như ở đây ấy, mình sẽ chọn là quay màn hình đi, mình chọn là Display Capture này. Ví dụ mình đặt là quay màn hình như vậy. Nhấn OK. Rồi ok này luôn. Đấy, các bạn thấy là ở đây là mình đã có cái quay màn hình này rồi ha. Tiếp tục các bạn sẽ vào cho mình phần tool chọn teleport này. Đấy, khi các bạn copy cái plugin teleport vào, ở đây nó sẽ có cái teleport bấm vào đây. Thì ở đây ấy, mình sẽ đặt tên cho nó là transmit nha. Transmit. Các bạn muốn đặt tên là gì cũng được tùy các bạn thôi. Đến lát các bạn nhớ nhớ là như vậy nha. Rồi, cái port này ấy, mình sẽ đặt cho nó là 4 số 5. Các bạn muốn đặt là cái gì cũng được. Ở đây mình đặt là 4 số 5. Đó. Sau đó mình nhấn OK. Đấy, vậy là xong rồi đấy các bạn. Cái máy số 1 là chúng ta đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái máy số 2 nha. Rồi, đối với cái máy số 2 thì chúng ta sẽ sử dụng là cái máy để làm livestream ha. Thì các bạn cũng copy cái plugin Teleport vào trong cái OBS Studio ở trong ổ đĩa C ha. Đây là ổ đĩa C mình này. Program file này mình sẽ mở OBS Studio ra rồi plugin X64 này paste vào đây các bạn nha continue luôn rồi sau khi xong bạn tắt này đi và bạn sẽ mở cái OBS Studio lên tại OBS Studio này ấy, thì các bạn sẽ vào cho mình cái phần là tool các bạn cũng thấy nó có phần là teleport này chọn vào ở đây thì các bạn sẽ đặt tên cho nó là gì tùy các bạn Mình sẽ đặt tên cho nó là stream nhé Rồi cái bọt chỗ này thì mình cũng cho nó là 4 số 5 giống bên kia luôn Rồi cái phần quality này thì các bạn cứ để là 90 là được rồi Nhấn OK Rồi ở đây thì chúng ta sẽ add cho nó cái suộc các bạn nhé Các bạn bấm vào đây này Các bạn chọn cái phần là teleport Các bạn hãy đặt tên tùy các bạn thôi Ở đây mình giữ nguyên là teleport luôn Nhấn OK cái phần chỗ này bạn sẽ nhấn refresh list. Rồi bạn bấm vào đây. Lập tức nó sẽ tìm ra được à, cái máy bên kia của bạn. À, đó thì bạn thấy này. Ngon lành chưa? Rồi thì ở đây nó có cái IP ở máy bên kia của mình luôn. Và cái bọc là 4 số 5 này. Và nó có tên là Transmit. Nếu mình đặt tên bên kia ha. Mình nhấn ở đây. Đó, bạn thấy chân hiện lên này. Nhấn OK thôi. Đó. Vậy là OK các bạn nha. Đó, thì à, khi mà... Các bạn làm như này ấy, thì nó cũng thu luôn cả cái phần âm thanh ở bên cái máy bên kia qua luôn, bạn thấy không? Trên cái phần audio của Teleport này. nó cũng có cái audio nó chạy này. Đó, bây giờ mình sẽ làm thử bên kia bạn coi nhé này khóa lại nha. Đây mình đang điều khiển bên máy kia này, mình cho cái OBS xuống này, bạn thấy không? Đó, mình điều khiển này. Rất là ngon lành luôn. Và mình cảm thấy là hầu như không có delay luôn các bạn. Không có độ trễ luôn. Ngon không thua kém gì đối với à, cả capture các bạn đó thì cái này mà nếu bạn nào chưa có điều kiện mua cả capture thì các bạn sử dụng cái giải pháp này khá là ok các bạn nha hello các bạn thì vừa rồi mình vừa mới chia sẻ cho các bạn xong cái cách giúp bạn có thể livestream bằng hai máy tính mà không sử dụng cả capture chờ cái cách này mình thấy khá là ok luôn hiệu quả nữa mà đỡ bị tốn tiền mua cả capture chờ bạn ha hy vọng rằng sẽ hữu các bạn cái video này mình xin tạm dừng tại đây rất cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo Bye-bye.